Rồi xin chào cả nhà mình nha Chiều nay Hoa Kiển Tùng Mỹ tiếp tục giao lưu cho anh em mình một cái cặp hải châu Hai cây này toàn vừa đi kẽm sửa lại sâu Cây số 1 nó là một cây một cốt hai thân Đó Một cốt hai thân như thế này Toàn đã đi tây này cành một này cành hai này Đang dựng ngọn này cành phong phía sau Nhưng anh em ha Anh em mình nhìn khi anh em mình đi đúng nó những cái gọi là cơ bản Thì anh em mình nhìn từ trên cao xuống này. Nó rất kiến tàn à Form nó sẽ dày và kiến tàn nha Nhìn nó duyên cây nó thoáng cây nha anh em ha còn cái chi tử dưới này toàn chưa đi đây nha bộ đế nó đây quay trước cho anh em mình xem bộ đế nha cây số 1, một, một cốt hai thân đó, sau này anh em mình nuôi cành này nó lớn lớn xuống anh đi đi kẽm cho nó giống cây mẹ là được đó. À, dưới này thì nó to hơn ngón tay cái một xíu gần ngang nó cỡ ngang to hơn ngón tay cái một xíu thôi nha lên đây lên tới đây thì nó như ngón tay cái này đó thì cây này nó cao tầm 20 cao tầm khoảng là 40 cm nha anh em. Một cốt hai thân cao 40 cm đã đi kèm cơ bản như thế này nha anh em đó quay gần cho anh em mình xem này cành xương của nó thằng đi này nha rất là gọn nha anh em ha cành xương uh, cành phong sâu này đó. đây là cành số 1 này cành xương nó này về anh em mình nuôi thêm nha rồi đây là dựng ngọn này cái ngọn thì nó cũng đã đủ chi hết rồi này khi anh em mình nó đủ thì anh em mình lột này cành này anh em mình lột này ha lột xuống này lột qua này lột phía sâu này đó, lột dần lên anh em mình làm một cái ngọn chóp nữa là được nha cố gắng nuôi cái ngọn chóp nữa là cây đẹp nha đây là cây số 1 nha anh em đó. tại vì cái đang quay ở dưới vườn nó không có cái phong nền phía sau anh em mình có cái phong nền thì quay những cái cây tông cao nó sẽ đẹp hơn so với là chúng ta quay như thế này nha anh em có nghĩa là nó có một cái nền nền trắng phía sau đó. thì nó sẽ đẹp hơn anh em mình nhìn kỹ cây rất là duyên nha quay gần cho anh em mình xem này Đấy, xương. Cái xương đây xương cần xương nó đây cạnh xương nó đây có nghĩa là chúng ta chỉ có một cái phần nền phía sâu nó như thế này thì nhìn cái cây nó sẽ hay hơn đó nha nó kia nó không có phân nền đó, cây số 1 nha anh em rồi cây số 2 cây số 2 nó là một cái cây nó cây uh, trực nó cũng có được tạo tác một cái chi tử nằm ngay đây đây là một cái chi tử toàn làm ngay trên thân đây nó chia ra đây một nhà, một cành cành một nằm phía sau nè cành hai này cành một này nó lót như cành phong á, lót phía sau này, đây lót đây rớt xuống này, thành đây lên ngọn này, anh em thao có một chi tử nhỏ này, nó là một cái chân rễ như thế này, một rễ, rễ là rễ chính, rễ phụ nhỏ và một cái rễ bên đây, hai cái rễ đây, nha, cây rất là hay nha anh em thao, đó, nhìn bộ rễ nó này, ha. anh em mình xem bộ rễ trước nha, rễ nó xuống dưới đất này, rất là mạnh nha, yên tâm nha, còn về kích thước cây nha, kích thước cây thì ngay chỗ đây thì nó to ngang ngón chân cái lên đây thì nó to như ngon ngón tay cái chiều cao của nó là 20 chiều cao tầm 40 cm anh em ha chiều cao là 35 đến 40 cm toàn đã đi tay gần như cành xương nó rất là dày rồi nè cành một này cành hai nè lên cành 3 này anh em ha cái cành phong nằm phía sau cành phong phía sau nha cành phong phía sau này Đó, thì nó sẽ lợp kiến tàng anh em nhìn từ trên này phía sau nó sẽ kiến tàng còn cái này cái mặt tiền mạch tiền thì lên tới ngọn toàn lộp xuống lột này anh em toàn cành lên ngọn toàn lộp xuống này nên anh em mình nhìn cái cây này rất là kín này thì nuôi càng lâu càng xương càng dễ càng kín đó đây là cây số 2 cứ lên là toàn sẽ có cành phong lột, phong lộp phía dưới cành phong một này cành phong hai nó lộp này rất là dày cây đang cho ho này đang cho hò. cái này thì cây này sẽ nở chuẩn bị ngày hai ngày nữa còn thằng này chưa nữa ship đi thì không biết nó có rụng hay không nó rụng thì anh em mình chơi năm sao tất cả những cây này là phôi núi nó rất là già coi chúng ta về là nó sẽ cho ho cho trái hết cả thôi nha anh em ha năm nay chưa chơi ho trái được thì chơi năm sao tại vì nay đúng gần cuối mùa rồi đó một cặp như thế này nha anh em ha cặp này toàn xin phép giao lưu cho anh em mình là ba trăm rưỡi nha ba xích toàn quốc nha tại vì cây này toàn đã đi kém nha nha anh em ha đó anh em nào chốt thì inbox toàn cây rất là duyên nha rồi chiều nay chỉ quay hai cây này thôi. Ngày mai sẽ quay tiếp. Anh em nào thật sự là không có anh em anh mấy anh em cứ kêu ưu tiên gửi Zalo này nọ. Thật ra thì toàn sẽ ưu tiên tốt nhất là ưu tiên cho những anh em nào theo dõi kênh nha. Toàn sẽ ưu tiên như vậy hay hơn. Tại vì những anh em đó họ có đóng góp, họ có xem, họ có theo dõi, họ hỗ trợ toàn một phần nào đó chi phí nha. Anh em đừng có nghĩ là xem YouTube thì toàn sẽ có tiền nhiều nha. Không hẳn đâu nha, không phải kiếm tiền YouTube đơn giản đâu nha anh em ha một lần anh em mình vào xem á chỉ được có 0,001 đô nó không bao nhiêu hết chủ yếu là toàn bán cây nha anh em ha nó, anh em vào xem mục đích cuối cùng của việc là anh em mình vào vào xem cây á, là toàn sẽ thấy được anh em mình tức anh em, anh em mình có xem cây thì đã xem kỹ rồi có nghĩa anh em đã xem cây kỹ rồi anh em mình quyết định kỹ rồi anh em mình đã đánh đo đã chọn rồi thì anh em mình sơ mình bán cho cây những những anh em như vậy những anh em ngồi ít phàn nàn lắm mà hồi giờ tâm lý toàn bán hàng Nếu có phàn nàn gì toàn sẽ hỗ trợ sâu Nên anh em yên tâm nha Đây một cặp này rất là duyên nha Anh em nào chốt cặp này thì inbox nha Đã vào kẽm nè Thật sự nuôi một cái cây 2 năm rưỡi từ một cái phôi lên Nâng đế lên như thế này Nâng đế lên như thế này đó Và mua kẽm về đi tây như thế này Bán cho anh em mình 350 000 mươi uh, hai cây này mà đóng vào cái thùng anh Mua hai cái thùng là mất uh, gần 50 nghìn rồi thùng nhựa tiền cước gửi đi thì tầm khoảng 50 000 đến 70 000 nữa thì 350 chạy ra thì bán hai cây này chỉ có 200 000 thôi 200 250 thôi nha anh em ha rất là rẻ cho anh em mình luôn nó cũng rẻ hơn cả uh, máy anh em bây giờ người ta trên mạng người ta bán phôi nữa anh em mình thấy hay thì chốt tiếp toàn nha Ở cần gì mua cây của toàn anh em cần hỗ trợ gì thì inbox toàn coi rất là già rồi đi tay như thế này đang bồng trái như thế này luôn anh em ha rồi xin phép chào tạm biệt cả nhà mình nha chúc cả nhà mình ngày mới thật là niềm vui và sức khỏe nha toàn xin phép xuống video nha cả nhà ha